Câu 2. Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và Ni. Xi là hai nguyên tố có trong tự nhiên ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm 7A. Có dấu hiệu nguyên tử ZX nhỏ hơn ZI. Đây, thực ra thì cũng chỉ là hai halogen liên tiếp mà. Đấy, NaX, Ni. Vào dung dịch AgNO3 dư thu được 8,61 gam kết tủa, tính phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu. Đấy, cộng với AgNO3. Cái này là bao nhiêu gam? 6,03 gam thu được Ag, thu được kết tủa. Kết tủa này là 8,61 gam. 8,61 gam tính phần trăm khối lượng của NaX. Đấy, đại bài nó chỉ thế thôi. X là Xi là hai halogen liên tiếp. Chúng ta giải như sau. Thì các em chia cho thầy hai trường hợp, trường hợp 1 là fluor và clo. Sau đó chúng ta viết phương trình ra, bây giờ các em không cần viết phương trình của F nữa. F không phản ứng thì NaCl cộng AgNO3 thu được cái gì nhỉ? AgCl kết tủa cộng với NaNO3. Xong rồi tính thầy số mol của cái AgCl này. Số mol của AgCl thì bằng khối lượng 8,61 này. Để chia cho mà lớn là 108 cộng với 35,5 bằng 0,06, tròn luôn hả? Đây là 0,06 này. Đấy, vậy từ đó suy ra mol của NaCl cũng là 0,06 này. Từ đó em suy ra đầy khối lượng của AgF, khối lượng của NaF. Khối lượng của NaF bằng tổng khối lượng là 6,03 trừ đi khối lượng của NaCl là 0,06 nhân với mà lớn của nó là 23 cộng 35,5. Đấy, em bấm này ra. Trừ đi 0,06 nhân với mở ngoặc 23 cộng 35,5. Còn thầy là ra 2,52. Em ra bao nhiêu? 2,52 hả? 2,52 gam. Thế từ đó tính ra phần trăm khối lượng của cái NaF này. Đấy. Vậy từ đó suy ra phần trăm khối lượng của NaF thì bằng 2,52 chia cho 6,03 nhân 100. Đấy, bằng chia 6,03 nhân 100 2,52 chia 6,03 nhân 100 bằng 41,79%. Đó, thế là chúng ta xong. Xong trường hợp 1, trường hợp 2. Trường hợp 2 là không có fluor. Không có fluor thì em đặt X trung bình. Đó, em đặt hai halogen X trung bình. Rồi, sau đó thì các em viết phương trình ra. NaX trung bình cộng AgNO3 thành AgX trung bình kết tủa cộng với NaNO3. Tương tự như bài trước thôi. Sau đó thì các em tính số mol vào đây. Số mol đấy là 6,03 chia cho 23 cộng X trung bình. Và đây là 8,61 chia cho 108 cộng X trung bình.
Xong thì các em tương tự như vậy, các em suy ra một phương trình đó là 2,3 cộng x trung bình lấy 1 trên cái chất này, 1 trên cái này thì bằng 1 trên cái này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ giải ra 6,03 bằng 108 cộng x trung bình chia cho 8,61. Đó, các em giải x trung bình ra, x trung bình bằng 175. 175, 175 thì là cái là vô lý đúng không? Vô lý em ạ. Đây là loại. Tại sao là loại hả các em? Halogen lớn nhất là 127 rồi. Đấy, lớn nhất là 127 mà 175 là lớn hơn hẳn 127. Vậy chứng tỏ trường hợp này là loại. Vậy chúng ta đã xong. Chỉ có trường hợp 1 thôi. Vì cờ lọ iốt là lớn nhất bằng 127 là lớn nhất rồi. Đấy, m trung bình, x trung bình là phải đứng giữa, tức là phải có một cái lớn hơn 175 thì mới được. Thế mà 127 là lớn nhất rồi mà nó vẫn nhỏ hơn 175. Vậy trường hợp 2 là ta loại. Tất cả các cái bài câu 1 đến câu 6 này nó đều như thế cả. Đấy, về nhà các em làm thêm để cho nó thành thạo thôi. Đó. Bây giờ các em chuyển sang dạng 5 là tăng giảm khối lượng.